giải mã qua không dây này, iPod, iPhone, iPad vân vân, và Wi-Fi, nói chung đầy đủ, công nghệ âm thanh Hi-Res đầy đủ hết nha các bác, không có thiếu gì hết. Pioneer N70AE thùng xốp nha các bác, hàng siêu siêu lướt nha, siêu siêu lướt có nghĩa là hàng trưng bày ra các bác, đấy các bác thấy chưa, full luôn, không thiếu gì luôn nha. Anten khiển đấy, và AV chưa cắm luôn nha các bác, chưa cắm luôn này, dàn ươm luôn. Em đang để các bác là giá 31 triệu để các bác sưu tầm chơi thì alo cho em nha. Về các bác chỉ việc cắm và sử dụng những truyền tín hiệu âm thanh để chúng ta sử dụng em giải mã DAC này. Giá bao gồm phí ship là 31 triệu nha, chuyển khoản đủ thì em bớt 300 nghìn, còn 30 triệu 700 nghìn. Các bác đã sở hữu một con Pioneer giải mã DAC nha bác, con giải mã DAC cực kỳ là cao cấp luôn, cao cấp nhất của hãng luôn, N70AE. Liên hệ cho em 9 của 2 số điện thoại trên để các bác sở hữu em nó. Rồi sau đây em sẽ bê em nó ra và que để các bác cùng xem, nói chung là đồ đẹp nó 99% luôn nha các bác, siêu lướt. Vâng, đây là phụ kiện hồi nãy các bác cũng đã thấy rồi, chưa khui hết nha các bác. Đây, các bác thấy dây còn rút không? Dạ về nè, hóa đơn này các bác, giấy tờ đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Như nói chung là như vừa sản hãng sản xuất luôn nha các bác. Rồi nó là hàng lưu kho cũng như là trưng bày đấy các bác, chưa sử dụng á. Đây các bác cùng xem cái đồ mới này. Những em này là giải mã rồi, đỉnh rồi, đỉnh của hãng Pioneer rồi. Điện 100V nha các bác, hàng nội địa Nhật nha, điện 100V. Đây các bác cùng thấy đồ đẹp này, từ những ốc áp rồi chi tiết của máy. Nói chung là y như các bác vừa khui thùng mới đập hộp từ nhà sản xuất đây nha. Đấy, phía trên nóc này, ốc là ốc inox này. Phía trước này có màn hình để nó hiển thị khi các bác chọn chế độ đấy. Đây, các bác thấy đồ đẹp không? Nó đẹp rồi là ngắt ngay luôn. Cắm điện 100V nha các bác, 110 để các bác sử dụng. Đây là hai cái anten nha các bác, hai cái anten nha, anten 40W lần nha các bác, 40W nha, 40W. Có cổng ba lăng này các bác, khi những cái con mà đầu dây mã nó có cổng ba lăng thì các bác nên sử dụng cổng ba lăng cho nó chất lượng hơn, hay là sử dụng AV, nếu có nhà có dây AV rồi thì mình sử dụng AV. Còn nếu mà chưa có AV thì các bác nên sử dụng dây ba lăng. Đấy. Đi cái tổ yên là cổng dây quang vào này, cổng quang vào này, cổng cáp này, chung đầy đủ các bác, không thiếu. Tần số lên tới 3GHz nha. Tại vì một trong những dòng top của hãng Pioneer nên là tất cả cái cao cấp được trang bị trên những sản phẩm này. Mới keng các bác cùng xem. Chưa có dấu hiệu vặn luôn nha, vặn ươm. Ốc ác là chưa động chạm nha các bác, tại vì từ Nhật về, hàng trong thùng luôn. Điện 100V nha các bác. Nghe các bác nhìn cái độ mới của sản phẩm luôn. Bác nào sưu tầm thì alo cho em, giá là 31 triệu, chuyển khoản đủ là bớt 300 nghìn. Còn là 30 triệu 700, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, em ship hàng tận nơi, các bác nhận hàng thanh toán. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Như nói chung là như vừa sản hãng sản xuất luôn nha các bác. Rồi nó là hàng lưu kho cũng